này tự nhiên cùng điện thoại Vivo, mong Tết xung vầy, sờ Tết đông đầy, ưu đãi giảm đến 500.000 đồng. Theo khảo sát 300 phụ nữ, hành động nào của đàn ông mà đa số họ cho là ga lăng nhất? Một điều mà chị rất là ấn tượng từ rất là xưa, mối tình đầu của chị luôn á. Ai ạ? Là gì, là gì? Không, không cần biết ai đâu. Ai ạ? Là cài qua nón bảo hiểm cho em. Tiếp tục, Uyên Nhi. Dạ, con chọn chị Khả Như. Khả Như có solo luôn, có gái solo ơi. Đây chính rồi. Nữ minh tinh Scarlett Johansson. Dạ. Cho biết rất sợ con gián vì lý do gì? Biết cô này không? Dạ biết. Em biết lý do, em biết lý do, em biết lý do. Đa số ai cũng rất là sợ con gián ẩm. Đó, có cảnh. Con gián nó bay. Rất là nhiều bạn bè em sợ gián bay lắm. Đúng thì rồi, khi lắm. Mà con gián nó nằm yên á, có nhiều người không sợ nha. Nhưng mà khi cất cánh nó bay một cái là người ta rất là sợ. Cái câu chuyện nó quá nổi tiếng, chị đó đã kể rồi. Dạ, hay sợ không, con gián, gián. Từ cái gì? Ôi, chị Như, vậy là bà đóng phim, bà ám ảnh con gián. Có nghe trong cảnh phim bắt bà phải ăn gián hay cái gì đó bà ám ảnh? Có thể chị, trong phim nó chị ăn gián chị sợ. Ê, chị chưa coi cái phim nào mà chị ăn gián hết trơn. Em cũng chưa, em mặc dù em rất là thích Scarlett. Chị có đóng kịch, đóng phim nữa mà. Cho nên là nhiều khi có nghĩa bị ám ảnh, người ta bị ám ảnh. Hay là con gián đi vào giấc mơ chị ấy. Con gián bò lên mặt bà sợ. Nhưng mà thì nhà anh sao mà để con gián bò lên mặt vậy? Nhiều khi cứ cảnh quay có con gián bò lên mặt. Mọi người nghĩ là gì ạ? À? Không, em nghĩ giống anh Jun, nó có khi là bị ăn trúng gián hay gì đó mới ớn lạnh. Là cho ăn trong đồ ăn có con gián nên bị ám ảnh. Đúng rồi. Trả lời đi ạ. À. Như em là em chỉ ám ảnh là tại vì nó bò lên mặt thôi. Nhưng mà mọi người nghĩ là nó ăn trúng con gián hả? Không, ăn trúng là chắc là thù nó luôn, nó giết, giết. Còn cái này chắc ám ảnh, chắc bò lên người thôi. Em nghĩ là bò lên mặt á. Bò lên mặt nên sợ và ám ảnh. Tin đi không ạ? À? Chị không biết nha, câu này chị không chắc nha bé. Dạ. Câu này con cũng không biết nên con sẽ chọn tin. Tin Khả Như. Dạ. Tin. Không biết nhưng vẫn tin. Vì Khả Như là một nơi nhiều niềm tin đúng không? Chứ bà bên mặt ông Khoa là không tin rồi đúng không? Dạ đâu. Đâu hả? Đâu có. Chính xác. Yeah. Cô kể rằng một lần thức dậy thấy gián bò trên mặt mình, từ đó luôn ám ảnh kinh hoàng với con vật này. Sao mà thiệt á, con thằng lằn mà nó bò lên mặt mình chết luôn, quá buồn. Đừng nói với mấy chuyện đó, ghê thiệt á. Một dấu ít nữa thuộc về Uyên Nhi. Trời, hãy chọn vị trí đi ạ. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Lịch Lạm, BB Trần. Câu hỏi dành cho BB Trần. Mở đầu MV Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu, ca sĩ Min đã ăn món gì? Dễ trời quá, cái này em biết nè. Một người trả lời không được dùng quyền trợ giúp bởi vì công bằng cho cả đôi bên. Một câu quá nhiều người biết thì một mình BB Trần trả lời thôi. Nếu mà em nhớ không lầm á nha, là lúc đó là ca sĩ Min ngồi trên xe hình như tàu điện. Nguyên cái xe cái tàu điện, cái tàu luôn cái tàu điện. Thì cái lúc đó ngồi là ăn kem. Em nhớ là ngồi ăn kem. Thường thường tuổi teen mà thích ăn kem hoặc ăn bánh tráng. Ăn bánh tráng trộn đưa vô Hồi Kỳ. Đưa vô nó không đẹp cái MV. Cho nên ra quyết định là đưa kem vô cho nó đẹp. Cái hình nó sẽ dễ thương hơn, cái màu sắc nó cũng đẹp kem hơn. Kem liếm mới ghê. Đôi ta ở trong tình bạn, ở dưới tình yêu. Trời ơi, đúng rồi. Kem anh à. Ăn kem cầm thôi chứ đâu, ý là quay MV là cầm vậy thôi chứ không phải là ăn ngoài. Kẹo mút mà phải không? Kẹo mút hay kem? Kem. Kẹo mút hay là kem hay là cái bánh tây rồi đó hay gì đó. Cái kem không anh biết. Em còn nhớ là màu hồng nữa. Kem mà là lựa chọn của BB Trần. Xin hỏi tin đi không ạ? À? Dạ tin. Kem nó rất là hợp lý với nội dung MV. Đã xem chưa? Dạ có xem rồi. Có xem nhưng rồi. Có xem hả? Có xem rồi. Nhưng mà ăn ly mì mà em. Cái gì mà ly mì ở đây ăn nữa? Hay cái cốc khác. Đây là lựa chọn. Chính xác. Thấy chưa? Mấy cái này bé xem rồi thì không nói xạo được đâu. Thì đó, nó xạo sao giờ. Một dấu O đã thuộc về bé tại vị trí của BB Trần. Rồi, chúng ta Chạch sẽ phải chọn. Dạ, chú Vinh Râu. Chú Vinh Râu. Vinh Râu cũng chú luôn rồi. Theo các nhà nghiên cứu, tiếng kêu của mèo là điều kiện tốt nhất để giúp chữa trị các vấn đề liên quan đến bệnh gì? Phân tích riêng về tiếng kêu thôi nha. Một là tự kỷ, trầm cảm đồ kia. Tại vì biết sao, có thể mình nghe mình thích thì nó cũng giải tỏa được cái nỗi niềm trong người mình. Thứ hai, mình nghe mình quạo thì nó cũng giải tỏa được cái sự trầm cảm của mình luôn. À, em thấy ở nước ngoài người ta hay nuôi những con vật và nó có được giấy luôn. Giấy để mà
nó bệnh. là con để trị bệnh luôn thì người ta hay nuôi mèo, thì dành cho người già, người lớn tuổi nè, hay là người có vấn đề về tâm lý. Không hợp lý nha. Hồi xưa em ở có mình em buồn, từ khi có con mèo á nó cứ chạy qua chạy lại, nó kêu meo meo, cái mình thấy mắc cười, mình tự cười một mình với nó, cái mình giỡn nó, mình thấy mình vui. Thì thật ra bệnh trầm cảm con mèo nó kêu nghèo nghèo, nghe sợ lắm, nghe nghèo nghèo cảm giác nghèo nghèo luôn mới nghèo á, kêu là meo meo. Cái tiếng con mèo kêu giống cái tiếng con nít, thì có nghĩa là có thể là tạo cái niềm vui cho người ta, kiểu là trong nhà giống như có người có đứa bé. Hồi nãy mình đã bàn đến hai phương án, một là trầm cảm, vui thì cũng làm tinh thần người ta tốt lên. Hai là quạo, ở cái chiều hướng tiêu cực quạo, thì nếu như mà một người trầm cảm không có cảm xúc quạo luôn. Ừ. Trầm cảm mà tự kỷ không có cảm xúc quạo. Nhưng mà nếu như mà trầm cảm mà kiểu như, tức là con mèo nó làm được mình quạo là nó cũng có tiến triển tốt rồi. Chị nghĩ là đúng, nó là đúng. Dùng cái từ đúng là bệnh tâm lý. Trầm cảm. Chị trầm cảm đi. Chị trầm cảm. Chị bệnh về trầm cảm. Không biết nó có chị bệnh không, chứ ban đêm mà nghe nó kêu là mất ngủ nha. Đúng rồi, ban đêm mà nó cào cửa nữa nha. Sợ thì lắm. Cái người trầm cảm đó, thì bởi vậy cái người trầm cảm họ không có cảm xúc sợ. Họ phải luôn. Có cảm xúc. Thì đúng. Mà con mèo nó làm vậy thì họ lại có cảm xúc đó, có nghĩa là nó bắt đầu có tiến triển tốt. À. Tin đi không ạ? Người cả hai hướng luôn. Dạ, con tin. Tin, mèo, tiếng kêu giúp trị bệnh trầm cảm. Nếu chính xác, ngăn chặn thành công. Nếu không chính xác, thì bé Hồng sẽ có cơ hội trả lời tại vị trí bên râu một lần nữa để giành chiến thắng. Đây là sự lựa chọn mang tính quyết định. Sự lựa chọn này không chính xác. Ủa gì, nó có cái gì để trị nữa ta? Gì ta? Đây là trị bệnh về xương khớp. Massage. Cái này thua. Theo nghiên cứu của Đại học Buffalo, Hoa Kỳ, tiếng kêu của mèo dao động ở tần số 40-120 Hz và ở tần số 25-50 là điều kiện tốt nhất để chữa trị các vấn đề liên quan đến xương khớp. Vì thế, có thể nói tiếng kêu của mèo sẽ giúp ích cho quá trình chữa lành cơ bắp, xương khớp, gân và dây chằng. Trời ơi, dữ vậy trời. Ghê vậy? Vậy về nghe thấy chọt mèo luôn, nó kêu liên tục. Wow, một câu hỏi được bổ ích. Bây giờ là lúc bé Hồng sẽ có một câu trả lời từ vị trí của Window để giành chiến thắng. Bé Hồng ơi. Cái này đã từng trên mạng nhiều và trên đài nhiều. Trời ơi, vậy là dễ rồi. Để chống trộm cho vườn bưởi của mình, một nông dân ở vùng Thoại Sơn, An Giang đã trồng hàng rào bằng cây gì? A. Tre. B. Hoa giấy. C. Xương rồng. Sao nghe xương rồng có vẻ hợp lý nha. Hoa không giấy. Cây nào? Cây nào? Hoa giấy. Anh mà hoa giấy với lại xương rồng là hai cái có gai. Đúng rồi. Nhưng mà xương rồng nó sẽ khó hoa giấy. Thì xương rồng có ăn gian khó trồng. Hoa giấy em ơi. Hoa giấy ha. Chắc chắn. Xương rồng á mình có thể dùng cái dao mình rẹp một cái là nó rất liền tại nó thân nước. Còn hoa giấy á mình sẽ khó khi nào mình khoét nó vô tại dây nó đang vào nhau á. Hoa giấy nó rậm hoa giấy lắm. Tại vì cơ bản không phải là ở đó không, mà nhiều nhà trồng hoa giấy với mục đích chống trộm. Và những cái cành của hoa giấy nó rất chị. Đúng rồi, nó khó chịu lắm. Muốn phá cái hoa giấy đó gị một chùm ra luôn. Đáp án của Vinh Râu là em chọn hoa giấy. Hoa giấy là đáp án của Vinh Râu. Xin hỏi Hồng, tin đi không? Dạ không. Dạ không. Không. Rồi. Không tin. Ủa chị giải thích như vậy chị thấy rất hợp lý luôn, vậy mà không tin. Chứ tự nhiên cái tre bảo vệ thì nó rất là văn học nè ha. Xương rồng thì nó quá thấp. Bé Hồng không tin là lựa chọn của bé Hồng. Biết đâu được là chính xác thì sao? Được. Tại vì em nghĩ là hoa giấy thì trồng có vẻ hơi lâu, mà cái này cần có phải bảo vệ ngay lập tức á. Thì trồng cây hoa giấy thì nó đúng là nó có logic lâu, nhưng mà nó hơi lâu. Bưởi cũng lâu trồng, mới ra trái. Lâu, trồng một lúc bưởi lên 6 này. Tháng lận. Không, chính xác. Trời ơi. Hồng ơi. Hồng ơi. Nông dân Nguyễn Quốc Hùng ở Thoại Sơn, An Giang trồng vàng hoa giấy dài 500 m làm hàng rào ngoài việc để bảo vệ vườn bưởi khỏi kẻ trộm, còn có tác dụng là cản gió và tạo cảnh quan đẹp. Trời, bao nhiêu đây con người mà nói mà không tin. Như vậy là một dấu ít đã thuộc về Uyên Nhi. Cơ hội đến tự quyết định số phận bằng cách chọn ở vị trí. Buka. Dạ. Trả lời sao cho ta đồng ý nha. Buka giúp em một vé, chắc chắn phải tin chị hứa đi. Hứa luôn hả chị? Hứa luôn. Rồi đừng có tin nó sai cái chết. Em hứa đi. Dạ. Sai. Em hỏi tất cả mọi người đây đi, chị rất là uy tín. Những lúc chị giải thích em đừng thèm nghe, nhưng mà khi chị trả lời là đúng đó. Dạ. Câu này nó sẽ có
100 đáp án. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Khảo sát nữa rồi. Ủa, ủa vậy là khảo sát nữa rồi. Theo khảo sát 300 phụ nữ, hành động nào của đàn ông mà đa số họ cho là ga lăng nhất? Kéo ghế. Kéo ghế cho phụ nữ. Hiện tại bây giờ á nha, thì em thấy rất là nhiều luôn. Em thấy em cảm nhận được nhiều. Ví dụ như đi qua đường che em. Ví dụ như đi lề bên đây thì che cái xe đổ ra che bên đây. Xong nắm tay em đi qua đây, khi mà đi ngược lại cái hướng á thì lại bước qua bên đây. Có nghĩa là cảm giác là người ta bảo vệ mình hai chiều luôn á. Đấy là cái sự qua đường á là nhiều người ta qua. Ví dụ như Lâm qua đường đi. Lâm dắt mày qua đường đi. Xe đang chạy hướng nào? Xe đang chạy kìa. Xe chạy hả? Không, là không, không ga lăng gái thì chạy chậm lự. Không có em ơi. Nhưng mà không có che chở như em đâu, tiền đình quá chị rồi ơi. Rồi một vấn đề nữa là mở cửa xe cho mình bước vào. Không những mở cửa xe mà còn che. Đúng rồi đó anh Vinh, che cái đầu để bước vào thì rất là ga lăng. Nhưng đó là những cái bây giờ bình thường đúng bây giờ thôi nha. Còn một điều mà chị rất là ấn tượng từ rất là xưa mối tình đầu của chị luôn á. Là gì? Không cần biết ai đâu. Là cài qua nón bảo hiểm cho em. Trời ơi, đúng rồi chị ơi. Gỡ cái chân chống cái đồ để gác chân á, cái đồ để gác chân cho em. Cái điều đó rất tinh tế nha anh. Em đọc ở trên mạng được một câu là mẹ dặn con gái chọn một người đàn ông biết cài nón bảo hiểm cho con là được. Ủa là đi xe Honda hoài hả? Không phải. Ý là chứ, bảo vệ được an toàn cho con. Có nghĩa là rất là sâu sắc chứ, bảo vệ được sự an toàn cho con. Quan tâm, cái đó là quan tâm về gọi là tính mạng. Nhưng mà Bu ơi, cái đó nó quá sâu sắc, đang khảo sát với người kiểu thoải mái. Bản thân em từ trước tới giờ em ấn tượng và em cảm thấy là cái điều lãng mạn đó, không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà cái tình yêu của lúc đó, tình yêu tuổi trẻ nó đẹp. Lựa chọn đi ạ. Là cài nón bảo hiểm á em. Đúng rồi. Ai cài bảo hiểm? Em hứa tin chị á. Tên hay không ạ? Cái đó là đúng, nhưng mà không phải là khảo sát nhiều nhất nha. Không, cái đó đúng á. Tại vì khảo sát thường sẽ khảo sát những người bình dân nhất. Tên hay không ạ? Dạ tin. Tin Buka. Hay quá. Nếu chính xác giành chiến thắng. Nếu không chính xác, cuộc chơi vẫn tiếp tục. Và lựa chọn này, chính xác.